nhà ngợp, cứu chủ và giá rẻ. Vị trí nằm trên đường tỉnh lộ 830 nối dài với chợ Gò Đen, ga chợ Bình Chánh chỉ hơn 10 phút thôi. Và căn nhà của mình ở đây là vị trí quá đẹp, nằm trên trục đường 20m. Nếu quý vị mình đang thích căn nhà nằm ở mặt tiền đường to bự như thế này thì đừng bỏ lỡ qua một căn nhà sổ hồng riêng mức giá tổng chỉ có 1.450.000.000 với diện tích ngang 3m6, dài 20, nhà cấp 4, 2 phòng ngủ, kế bên là căn biệt thự sân vườn. Đấy là căn này nha anh chị ơi, căn này. Đó, và mình có thể mua căn này về kinh doanh mua bán ok la luôn. Tại vì trục đường 20m là hàng hiếm, lâu lâu mới có nha. Và chỉ có ngợp mới có rẻ chứ anh chị, mình thấy rồi. Căn nhà mà nằm trên cái trục đường nhựa như thế này thì không bao giờ có mức giá dưới 1.5 tỷ đâu anh chị. Nhưng mà vì quá ngợp đi nên căn này bán mức giá có thương lượng như em đã nói lúc đầu video. Đây, căn nhà của mình thì kinh doanh mua bán đồ ăn sáng ok la luôn nè. Hoặc mua để cho thuê làm của, với căn nhà có làm sẵn khung mái che ha. Có cổng bên ngoài ok luôn cho mình, và thiết kế bên trong nhà xây kiên cố khá là đẹp luôn anh chị nha. Đây, có không gian phòng khách nè, có cửa sổ rất là nhiều luôn. Đó, trên trần thì có đèn, rất là đẹp á anh chị. Nhà xây để ở kiên cố nhưng mà bây giờ cần tiền kẹt và rất ngợp nên chúng ta mới có được một căn nhà sổ hồng riêng. Vị trí phải nói quá đẹp luôn cả nhà ơi. Nếu quý anh chị mình xem qua video này của em thấy căn nhà này phù hợp với vị trí, thích đường nhựa 20m, giá này là hàng hiếm, mình phải nhanh cơ hội để mình chốt. Nhanh cơ hội lên cả nhà ơi, mình chốt để đó chờ tăng giá nha anh chị ha. Nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, minh bạch công chứng nhanh trong ngày đất vuông thổ cư. Và kênh Em Gái Miền Tây review nhà chân thật, pháp lý đâu đó rõ ràng, an tâm, uy tín để chào cho quý cô chú anh chị. Nên em cảm ơn trước quý cô chú anh chị đã tin tưởng em và follow kênh và theo dõi. Mình ưng mẫu nào mình kết nói để em sẽ gửi sổ cũng như gửi vị trí chia sẻ, mình đến xem nhà thực tế rồi mình cùng thương lượng giá với chủ đầu tư luôn. Thì với mẫu này là đang ngợp mà nhà thì đã xây dựng hơn 1 năm, cũng đã ở rồi đó, mà bây giờ đang ngợp và cũng cần ga gấp á anh chị đó. Nên cả nhà mình xem qua nhà cấp 4 như thế này là ngon lành nè. Hai vợ chồng, hai đứa con mình ra riêng lập nghiệp thì mình có thể sở hữu ngay căn nhà tại vị trí ở đây là Long An nha anh chị ha. Đã thuộc Bến Lức, Long An. Và căn nhà của mình ở đây á, là nằm trên trục đường nhựa 20m. Em thấy cái vị trí rất là đẹp, mà nhà giá thành này là rất rẻ để sở hữu một căn nhà sổ hồng riêng để mình nở kinh doanh mua bán mà nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa thì rất là hiếm luôn anh chị ơi. Lâu lâu mới có sản phẩm mà vừa đẹp mà vừa ngọt nè, rồi vừa rẻ nè, rồi vị trí đẹp nằm trên mặt tiền đường nhựa 20m cho gia đình của mình. Nên anh chị mình xem và chốt ngay kẻo lỡ nhìn. Xin chào quý cô chú anh chị và chào quý khách hàng, chào cả nhà mình nha.